dung kính, linh hướng dẫn mọi người nắn ngăn kéo nhé, ngăn kéo bằng dung kính, đủ dung kính. Nếu mà ai chưa biết nắn ngăn kéo thì có thể tham khảo video của mình nhé. Còn ai biết rồi thì mong mọi người góp ý kiến nhé. Ok. Đây là cái khoang ngăn kéo của mình nha. Mình nó là một khoang đứng này, mình chia ra để mình làm ngăn kéo. Cái trước thằng kéo của nó là 48 à 58 mấy 20 nhá. Thì cái đây là cái dây ngăn kéo này. Đây là dây ngăn kéo mình mua là dây 30 nhá. 30 thì mình làm kích thước của ngăn kéo là chiều dài của chiều sâu của nó là 40 nhá. Đấy, này ba dây hai mọi người mua hai dây này. Nó là 30 thì mình làm ngăn kéo chiều sâu 40, chiều rộng của ngăn kéo là 48. Còn chiều cao là 20 nhá. Đây mọi người ngăn kéo là bằng dung kính thì mọi người cái này mọi người cứ đo bình thường thôi, đo cánh bình thường, đo các cánh bình thường như là đo cánh chặn, cách cắm bình thường. Ví dụ 20 này mọi người đo là 25, chiều ngày 48 thì mọi người đo cắt 48 5, vừa y như một cánh thủ thôi. Sau đó chúng ta sẽ bắt 4 thanh ngăn kéo như sau. Đây mình đã bắt cắt một cái cánh ngăn kéo đây. Sau đó chúng ta đây là mặt trước, đấy, đây là mặt sau. Mặt này chúng ta sẽ bắt 4 cái ke, 4 ke của 4 góc này. Đây, ví dụ mình bắt ke như này rồi. Sau đó chúng ta bắt thanh đồ vào đây, tí mình dẫn quay cho mọi người xem. Đây là bắt thanh ngăn kéo nhé. Đó, mọi người cứ đo vừa cắt cánh như này thôi. Đó, cánh này. Sau đó ngăn kéo sau này tôi kéo ra cái bàn này. Đó, cắt cánh chuẩn y như là cánh thủ bình thường thôi. Chuẩn này. Và chúng ta giờ chúng ta sẽ bắt tiến hành bắt thanh gắn bên trong nhé, để tạo thành hộp kéo nhé. Ra bắt 4 ke, 4 góc. Mọi người nên nhớ là khi bắt cái này thì phải cho cánh ở trước nhé. Cho lau nhôm hoặc là cấp kính ở trước. Tí là không tháo ra. Người khoan bắt bình thường. Sau này thanh ngăn kéo nó sẽ làm như này. Đó. Mọi người bắt cách điểm cánh này là 1 phân nhé. Điểm em là cách thanh ngăn kéo là 1 phân. Ở dưới này cũng vậy. Cách 1 phân như này. Tất cả đều cách 1 phân nhé. Để khi mà có cái thanh ngăn kéo nó sẽ nằm có sắp ở đây. Nó sẽ nằm với cái cánh. Mọi người phải biết tính toán nữa. Tính toán độ sai lệch của nó. Nghĩa là thường là bắt thanh kéo là rất là khó. Ai chưa làm một, khi làm bao giờ rất là khó làm. Anh em làm rồi có ý kiến có cách làm hay thì bày cho mọi người. Thì mình làm kiểu này. Rồi mình sẽ bắt 4 cái thanh này như này. 4 thanh này. Mọi người nên cắt 4 thanh bằng nhau. Đó, mình sẽ đã bắt ra xong 4 thanh nhé. 4 thanh vào ngăn kéo nha. Thanh mặt trước này. Trước. Mọi người bắt cứ cách mép của nó là 1 phân nha. Cách mép 1 phân. Đó, cách mép 1 phân vậy. Sau này mình sẽ tí mình sẽ bắt là 1 thanh ngang đây. Bên này. 2 thanh ngang. Sau đó sẽ quay alu kín nhé. Mặt trên mọi người không quay nhé. Chỉ quay 2 đầu hồi này. Đáy này. Và đít quay lại. Mặt trên không quay. Bây giờ mình sẽ bắt thanh. Để bắt thanh này cho chuẩn thì mọi người đo. Mọi người đo từ điểm này sang điểm này. Để được bao nhiêu thì mình sẽ cắt thanh này. Mình sẽ đo 5-6 phân nhé.
mọi người cắt thanh ngang trên này là 56 cân nhé. Đây mình sẽ cắt hai thanh, sau đó cho ta chém ngoài 4-5 cân. Chém ngoài 4-5 độ và dùng kem nhựa nhé. Kè nhựa sẽ nắp vào đây. Đó, nắp vào tất cả 4 điểm, 4 đầu. Đó, thanh nắp vào đây. Đo đủ nha, đo đủ quay hết xung quanh này, quay hết xung quanh này, mà đáy, mà trên này không nha. Okay, mọi người có thể đo đủ mọi người cắt người dán mọi người. 175. Về khi bắt cái anh này, này bắt dây này thì phải bắt cao hơn cái thanh mà đỡ dưới nhá, đỡ dưới của cánh nhá, hay bắt cao hơn thì sau này khi mà cái dây của mình nó nằm như này đó, dây nằm như này thì mình thanh này sẽ kéo lùi ra được vào đó. Cái thanh chuyển động này sẽ bắt vào cái thanh dung của bánh lùa nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt cho nào cho chuẩn nhá. Cảm ơn anh vậy. Cái này cái thanh chuyển động này phải bắt chuyển động, thanh bắt tay này phải bắt cao hơn thanh đỡ này, khi mà lùa thì nó sẽ không bị chạm vào thanh đỡ bên dưới. Rồi mình sẽ tháo thanh chuyển động này ra để bắt đấy trước. Đây mọi người nhìn cái con này nó có cái tai nhá, mình gạt xuống, gạt cái này xuống, bên dưới để rút này ra đó. Rồi sẽ bắt vào đây này. Mọi người bắt điểm này cách cái thành của nó là tầm 1 phân nhá, bắt sát như trên này. Một bắn tán rồi, hoặc là dùng bít được thì bắn tán này nó chắc hơn.
thăng bằng nhá. Xong xong cái điểm này, xong cái rồi này. Cái mặt nhôm nó rơi vào cái răng ke này, mọi người xuống đi nhá. Đó. Đào đầu và bắt bên này cũng như vậy. Hai điểm như vậy. Đó, chúng ta sẽ tháo ra. Có điểm tầm cầm tay. Đó. Này. À, tiến hành cho dây nó. Mình tháo ra như nào thì nắp như vậy thôi. Đó. Đây là các bạn. Nếu có rãnh là chỉ cần rút cái rãnh là ok. Đó. Rồi, chúng ta sẽ bắt cái thanh này vào cái thanh ngang. Bắt thanh này vào thanh ngang nha. Mọi người bắt chỉnh nhớ chuẩn là ok nha. Đó. Đó. Này nó sẽ nằm ở đây. Này. Nó kéo ra. Mình cho mọi người nắm vị trí mà nó nằm nhé. Nó sẽ bắt nhầm đây. Bắt hai bên nhé, bên kia vậy.
rồi mình sẽ cho bây giờ mình sẽ cho ngăn kéo vào thử nhé. Xong một hồi bắt và chỉnh sửa thì mình đã bắt xong ngăn kéo nha mọi người nhé. Đây, đóng mở rất êm nhé, rất là kín. Ở bên trong đây, trong một người dán alu rồi ngăn keo bịt lại, bịt kín lại. Bắt hai tủ nha, bên kia một tủ nữa nha. Tủ này mình lúc mình hướng dẫn mọi người mình bắt xong rồi. Đó. Rất là êm. Này mình chưa bắn ở đáy nha. Đáy mình chưa bắn. Rất là kít. Bắn một ngăn kéo thì rất đơn giản thôi, mọi người chỉ cần kéo tay và biết chỉnh một tí là ok. Quan trọng là bắt dây, quan trọng là bắt dây này, vì mình khi mình mọi người bắt thanh dây trước xong bắt đế sau đó, sau là khi bắt đế xong thì mình cho vào cái ướm thử, mình đóng vào như này. Mình đóng lại để mình ướm xem có bị vênh mấy này bị sệ không, rồi đó mình sẽ bắn chết sau đó. Cảm ơn anh chị em nhé, chị em thấy clip hay thì cho một cái đăng ký và một like nhé, rồi nhờ clip sau mình sẽ ra clip mới. Ok, chúc anh em sức khỏe nhé.